Bây giờ ngày thứ tư và em gái tôi ở chơi ở Braha đây. Hai anh em đang cà phê. Tí nữa chuẩn bị ra chợ và thăm thắp truyền hình. Chào mọi người đấy. Chào mọi người. Cà phê ngon không? Ngon. Đến là tháp truyền hình. Mọi người thấy cao không? Linh Mập đã có mặt tại đây. Phát biểu cảm nghĩ đi. Tháp đẹp và cao không? Đẹp cao. Anh em tôi đang đến địa điểm tháp truyền hình Giscop Braba. Hôm nay cho con em đến tham quan một công trình kỳ vĩ. Ở mọi người có thấy em bé đang bò đây không? Đây có một em này, nhiều em lắm. Đấy. Tháp rất là cao luôn. Bây giờ địa điểm tiếp theo của anh em tôi sẽ là đi ra chợ Sapa. Vừa rồi vào tháp truyền hình rồi. Ok. Kỹ nhìn xuống nhìn ảm đạm lắm. Thì cô đến xem có thể thất vọng về Sapa thôi. Nó cũng như mọi người nghĩ. Bây giờ anh em chúng tôi đã đến chợ Sapa rồi đây. Ngày rất đẹp trời. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 23 độ. 23 độ. Không mưa một chút nào. Ấm áp. Những ngày tới ở đây trời rất đẹp luôn. Ủa, khu khai thuế gì đây các bạn ơi? Có nhập cái nhá. Chúng ta đã đến Sapa đây. Chúng tôi đã đến Sapa. Chợ người Việt. Đi xét mà không đến đây thì rất là phí. Nên là phải tranh thủ đi trung tâm thương mại sắp đấy, quay cảnh đấy lên. Chỗ đấy đang sửa nên là phải đi vòng qua đằng đường đằng sau. Mua mì tôm không? Anh em tôi đang ở chợ Sapa rồi. Để cô Linh Mập cho phát biểu cảm nghĩ về khu trung tâm thương mại Sapa này. Trung tâm thương mại nghe không giống với cái từ với cái chợ này lắm, tại vì xe cộ ở đây thì dựng lộn nhộn và đường đi thì cộ không giống trong tưởng tượng đúng không? Đúng rồi, tưởng tượng. Em tôi vừa mua hết đồ xong để cho mai nó đem qua bên kia. Bây giờ đi ăn cái đã. Ớt đấy cay đấy. Bình thường. Ớt tươi. Đây là sữa chua của tiệm à? Ngon không? Ngon.
vị vani. Ngọt hay không ngọt? Ngọt. Đây là bún ốc. Bên kia là bún gì? Đây là bún bò Huế. Kính mời tất cả mọi người. Kính mời tất cả mọi người. Múc nước xem ngon. Vừa ăn không? Ngon, đậm đà. Thánh ăn đấy, ăn thêm một bát bún bò giò heo nữa. Kinh điển luôn. Ngon không? Chúng ta bác vừa nãy. Hả? Có người đi ăn bún bò giò heo mà. Khác mà. Thế mà. Hai bát luôn. Kinh điển. Giờ tôi lại đưa nó ra outlet đây, không biết mua gì đây. Ít thôi các bạn ơi. Thấy outlet đây nhỉ, phát biểu kỹ. Rộng lắm, rộng. Thế định mua gì? Chưa biết. Ok, mọi người đi cùng anh em tôi nhá. Mua gì đây? Một cái áo hoodie và một cái quần. Đại nguyện chưa? Đại nguyện. Sang đây làm tôi hết tiền rồi các bác ạ. Bây giờ đi tham quan một số nơi nữa xong là về. Hôm nay ăn bữa tối đây, kính mời mọi người đi. Kính mời mọi người ăn tối. Chưa biết món gì. Bia đây. Bia đen. Cả tham dự của Mr. Đoàn. Bà Ben Phong. Petro Phú. Chắc sẽ lấy khi đã. Gram của bia đen này. Thử uống đi, xem ngon không? Tớ ta hết bỏ tối nhưng mà cũng ngon. Cảm nhận sao? Bia tươi ngon. Ngọt. Ăn với thịt ngon nữa. Dịch này. Ăn món này là món của Phong. Đây là món của Linh Mập đây. Cả ôi, một cái đùi lợn to đùng. Chiếc đùi lợn đấy. Tele communication mà. Ăn cảm nhận nào, ngon không? Ngon ạ. Quán hết được chỗ này không? Hết chứ. Vì phạm đồ ăn không tốt. Mẹ ăn hết. Được. Em biết sản phẩm đầu tiên của Nokia là gì trước khi làm điện thoại? Linux. Món là một hãng làm ống. Được không? Đó là chất của Nokia này. Đây là món gì? Giới thiệu đi. Đây là món bánh mì kẹp bacon hoặc là thịt nguội hoặc là ham với cả chân giò lợn nướng lên. Đúng không nhỉ? Với có ớt ngâm, chua và ăn kèm bắp cải chua chấm với
mua tán. Làm miếng thịt đi. TV đen. Đúng. Đúng bộ. Giới thiệu có thể. Làm miếng thịt đi cho bà con. Hơi to. Bì giòn đúng không? Bì giòn. Hôm đó các bạn sẽ uống một nhấp một ngụm bia. Yên tâm đi, những video của em ăn là lượng view của em sẽ tăng cao ngay. Nhìn thấy bán rất ngon miệng luôn. Ai mà biếng ăn thì nên xem video của em. Thôi các bạn cầm dao dĩa không được khéo lắm. Thôi không khai nữa đâu. Anh em tôi đang cà phê buổi cuối cùng đây, rồi tiện nó ra sân bay. Có lời nào chào tạm biệt Praha không? Tạm biệt Praha. Tôi sẽ gặp lại một ngày gần đây, trong tương lai. Praha có đẹp không? Đẹp. Praha cái gì cũng đẹp. Thôi chào tạm biệt mọi người đi. Chào tạm biệt mọi người nha. Chào tạm biệt cô Mập nhá. Hẹn ngày tái ngộ. Chào tất cả mọi người đi à. Chào tất cả mọi người nhé, chào Praha nhé. Rồi vào đi. Bye bye.